Rồi, chào tất cả anh em. Hôm nay lên lô hàng pin đẹp đẹp không nha. Đi đỡ đồ nghề rồi tùm lum hết. Đồ hàng pin này là nhưng mà chỉ cũng tiện cho anh em mua giá cũng bình dân. Cả hai cái thùng. Rồi. Hôm qua mình còn sót lại là hai con cá chép phá rồng cái mã số 6 hôm qua anh em nha. Thấy không con? Thấy. Thấy rõ ràng không? Xin tao chút được rồi. Dễ. Vậy dễ lấy 40 quá mà. À. Rồi, hai con cá chép hóa rồng mã số 6 hôm qua mình bán còn lại mã này chốt hạ. Ha. À. Hôm qua lên 7 mã. Anh em cũng thương tình ủng hộ hết. Còn mã số 6 này ế nha. À. Giá không đâu có cao đâu mà ế nè, 3,7 triệu nè, số 6 nè. Anh em qua lại mã số 6 hôm qua nha. Đây hôm nay là không có số, là gặp cá chép hóa rồng đồng mạ bạc. Hồi văn họ tiết là rất là ok ha. Ừ. Rất là sáng như là sáng sủa ha. Móng đồ ngoài bạn lắm. Thì bán hết rồi kiếm được mấy đồng lời rồi. Hôm nay còn như đây là mình xả để lấy vốn về cho anh em luôn. Tôi lấy cái hàng mới là số 6 là 3,7 triệu. Bây giờ mình để anh em với giá 3,2 triệu. Coi như là cũng kiếm được đồng lời rồi. Mình cũng đi luôn. Đó, không mã số nha, clip hôm qua mà. Dính vô clip này nó dở. Đó, 3,6 triệu. Rồi tôi thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề là gồm có tùm lum món. Đây là cái bấm nha. Cái bấm đinh nha. Đấy. Coi kiểm tra là xây đàng hoàng này chứ không phải ngồi đó chơi đâu. Cái kim bấm, bấm đinh, cái này là kem nến sử dụng được nha anh em nha, mình test rồi. Cái mã hàng chì sử dụng được luôn, test rồi. Mã hàng chì này hàng điện 110 nha, kem nến cũng 110 luôn. Hàng của Nhật á. Rồi kim nhọn, kéo cắt cành, kim túi cái điện bữa mình bán còn cái mình bỏ vô mình tặng cho anh em nè. Kim cắt mẫu vạ dày lắm. Nhưng mà nó để lâu rồi xét mà. Mình chỉ đánh ra một xíu thôi. Nó tên thôi ha. Rồi búa nhỏ, búa gò và búa đóng đinh lớn ha. Đầu nhỏ đinh được còn mời bài bản lắm nè. Tập trung ông ba quảng cáo cái món nào rồi quay cái món đó nè. Chuyên cái mài của Nhật. Ừ. Đó. Cái mũi đục, đầu khẩu 3/8 nè. Đại chiêu đồ đầy đủ hết. Ha. Cắt một chiêu ngọt lắm. Đấy. Rồi cái cưa cái tua vít tự động. Rồi cái cưa xếp nha. Rồi kéo. Rồi cái thước đo 10 mét nha, số đồ đẹp lắm, số là to thù lù mà. Rồi. Cái mặt lớp xịt tinh dài 200 mm, 250 mm nha. Rồi kìm phe đồ nghề đủ lục phụ của tạng nhiều lắm. Rồi kìm nguội còn cán nó còn ngon lành hết á, chẳng qua mình không vệ sinh đó. Hôm nay là lục phụ ngũ tạng đầu bắn tên lớn đó. Khó thì có nhỏ có lớn tùm lum tùm la trong này nha. Nói chung là mũi bắn vít cũng đồ tùm lum ra nhiều lắm nhá. Đuối dẹp cũng đồ tùm lum ra nè. Máy này mình không tính, máy lục phụ tặng mình không tính. Này thì dễ mà tính gì nha. Rồi một món nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, nó mà 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè,
17 nè, 18 nè, kìm bấm nè, 19 nè, 20 nè, 21 mã, 21 món. Là cái máy thu quán đề đó ha. Rồi mình để cho anh em với giá 1 triệu, rồi cả cái thùng luôn cho anh em luôn, không lấy cái thùng để anh em bỏ chứ ha. Đó, rồi mình sắp lại cho, sắp gọn lại mình bỏ ra cái vừa mà. Đó, thùng đồ nghề là 1 triệu nha, là mã số 1, thùng đồ nghề 1 triệu. Rồi số 2 là một cái thùng con pin nha, cái thùng là con 48 hay 72 này chưa biết nữa, 48 là 48, nó có 4 đầu, cả thảy 4 đầu cho nên xài 48. Đó. Đó. Bên này có viên, hai viên thì vô bên mới rồi anh em nha. Đó. Nó cấp máy tốc độ chậm nhanh lận. Nha. Rồi. Giờ mình thay đầu. Thay đầu là cái này nè. Mình dặn qua cái hướng bên này. Dặn qua hướng bên này. Rồi rút nó ra đó. Rồi mình bỏ cái đầu hàng chì vô ha. Đó, rút ra mình cứ để vậy luôn đó, rồi mình gài lại, mình dặn lại đó. Rồi lên, nó lên đèn nó nhanh nóng lắm anh em, nóng nhanh lắm. Nè em coi này nha. Này này con kỳ nè. Vụ hàng là tuyệt vời luôn nha. Nè thấy không? Đây này chưa nóng máy, nó mới mà. Máy dây này nóng gì? Đó giờ chảy nè, đó, bốc khói lên nè. Đó. Đó màu bóng kỳ lắm anh em, màu ra nước kỳ lắm anh em nha. Đó. 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 Đó, giờ mới gớm nè, thấy không? Đó, rồi là hai món để còn chì luôn cho anh em trải nghiệm. Đó là mình bẻ cái cần này qua đây là mình rút ra thôi, nó đơn giản lắm. Rồi rút ra, rồi để ngoài nó nguội nguội chút mà nó nóng lắm anh em nha, nè lủng luôn á, đó. Đó rút ra rồi còn lủng luôn á. Vừa đâu, nó vừa dặn gì đâu. Rồi bắt đầu có cái đèn pin nha. À, nó có cái đèn pin nữa. Ừ, cái mở hàng này á, là lúc anh em làm á, là nó quẳng cái đèn lên để cho anh em thấy đường anh em hàng nha. Những người là lớn tuổi, cao tuổi á, mắt yếu á, bỏ cái mở hàng vô, bấm lên là nó nóng nhưng mà nó quẳng cái đèn cho anh em sử dụng luôn. Rồi cái này là cái đèn pin, nó có một cái chốt như thế này, anh em cứ gài vô, cái nó có một gờ đây, anh em cứ để vô, cứ gạt qua một bên vậy, anh em cứ để vô là thôi, rồi xong thôi, đó, rồi cái này gạt qua, vô được rồi anh em mới gạt ra, gạt cái cần này qua, rồi, đèn pin sáng lắm, nha, miếng chân nè, đấy, nha, miếng chân luôn, rồi. Là 3 món. Còn đầu vít nữa. Thùng là thùng pin của nó nha anh em nha. Chỉ có pin này thì nó có 2 cell thì mình làm lại thôi. Cái gì ghê gớm hết. Như cái cầm hay không cầm cũng vậy. Mình hôm trước mình có cái sạc. Biết ma mình lục coi còn thì mình tặng cho anh em cái sạc. Cái sạc 48. 72. Đó. Đó. Đã ra hết. À, bít nè. Ha. À. Đó. Rồi. Giờ mở ra lại thôi. Sắt tiếp nó lại. Rồi. Đầu con. Là cái bộ nguyên zin của nó hết. Rồi
đầu mã hàng. Rồi, thùng này là số 2. Mã hàng để đây luôn. Thùng này số 2 anh em nha. Số 2 mình để cho anh em với giá là coi thử mình tìm cục sạc mình tặng luôn. Không có thì đó là mấy đồng bạc mà, cục sạc 48-72 mấy đồng bạc mà. Nha. Rồi, mình có mình bỏ vô, bữa có mình bỏ ù lăng ù lóc nó rớt nó mất hết. Hôm nay lục lại có mình bỏ vô cho anh em luôn. Rồi. Con keo này cái gì đây? Thùng này thùng mã số 2. Rồi, rồi mã số 2. Nè, mã số 2. Cái băng keo để như vậy. Đường số 2 để anh em với giá là 6,5 thôi nha. Này pin làm lại ngon lành gì chỉ biết xài thôi chứ không có làm gì nữa hết á. Rồi. Số 2 mình để cho anh em với giá 6,5. Đó. Số 2. 6,5. Ủa, hết mực nữa chứ. Mày hello qua mấy cái bút kia còn cái nào có mực không mày hello? Ừ, hết mực nữa chứ. Rồi. 6,5. Nha. Rồi bắt đầu mình vô cưa kiếm này. Cưa kiếm này là 14/4 nha. Đấy, 14/4 thì 14/4 này, điều tóc rồi này, pin á là còn cầm ok nha. Đó, mình tặng cho anh em cục không cầm nữa. Cục này anh em vẫn ghi đóng được rồi, cục 14 luôn rồi cho anh em dễ. Rồi cục sạc luôn ha. Đó, có bộ này. Đó, bộ này mình để cho anh em với giá là hai cục, một cục cầm thôi, anh em gì chỉ xài thôi. Tặng cái giỏ đây để phòng ngừa anh em đóng pin thôi nha. Đấy, rồi cái cục sạc này sạc ok hết nha. Sạc 110 anh em nha. Này lên xanh, này lên đỏ. Đó, lên sạc. Rồi, bộ này để anh em với giá 600. Có pin, có sạc, có đầy đủ hết rồi nha, tặng luôn cái này nữa. Rồi, số 2, 600. À, số 2 là cái kia 6,5. Còn này số 3 là cái bộ cưa kiếm 600. Rồi. Số 4 là cái cắt cần. Bình cầm luôn nha. Rồi. Rồi, một cây bán combo cái thổi bụi luôn, thổi bụi này đang bị liệt cờ, ngược khỏi bụi cũng 14 con. Đó. Mở vô nó đây. Mở bình vô nãy à, ha. Không anh em bị chế cờ, vệ sinh đi cờ. Đấy. Rồi, pin này cũng cầm luôn. Đó. Cái máy cắt cỏ này, tỉa cành này cũng là cầm luôn. Đó. Hai cục pin cầm, anh em sằng qua sằng lại chơi được hết. Đó. Rồi.
bộ này mình để cho anh em với giá là 7,5 nha. Đó, hai cục pin đều cầm hết, hai cục pin 14V đó, một hàng thì anh em cũng biết cái giá trị tiền nó bao nhiêu rồi. Đấy. Mình bán thì cũng bình dân cho anh em thôi. Đấy. Rồi. Hai cục pin cầm. Nhưng không có sạc nha, 7,5. Còn anh em mua sạc thì mình ra bãi mình nên tính tiền thêm nha. Đó. Rồi. Vậy này thì về là quốc thôi. Còn em mua luôn trong cái bộ cơ kiếm luôn, có sạc luôn là khỏi quốc nữa. Là khỏi mua gì nữa thêm nha. Khỏi bụi, cưa kiếm, chỉ cần. Đấy, là nguyên bộ nó. Này là bộ số 3. Bộ số 3 là 7,5. Thấy không? Thấy. À, thấy rõ lên chưa? Ừ. Thấy toàn diện luôn ha. Ở bên này không? Để lộn. Rồi, đúng cục pin này rồi. Gạch gạch cho nó đúng. Rồi số 3. Rồi số 4 chưa? Rồi số 4. 7,5. Số 4 7,5. Đấy. Trời xuống mùa ẩm ốm rồi. Rồi. 4,5 à 7,5. Rồi. Có hai cái này nha. Này giờ bẻ đồ dù cua là được hết đó. Có cái giỏ pin trong này nè ha. Đó. Nà này là của Nationan hay gì Katsukum gì đây nha, hàng của Nhật hết á. Còn này pin tiểu nha. Pin tiểu bỏ ra 4 cục pin tiểu là xong. Rồi rất cà là anh em về dán cà lại thôi. Nhưng mà vẫn còn sống. Rồi. Hai cái này để anh em với giá 220.000. Nha, 220.000. Đây là số 5, 220. Tất cả hàng mình chuyển khoản bao ship, chứ có anh em tự trả tiền ship nha. Đấy. Rồi. À... để đây. Số 4 là gì ta? 600, số 4. 422. 7,5, số 4 7,5 rồi chứ. Số 5 là 220. Rồi. Số 6 là mình bán Ryobi nha, Ryobi 14,4. Đó. BD141D. Đó, ngoại hình sáng sủa đẹp. Đẹp trai lắm. Thân máy giả pin. Rồi mình test cho đẹp. Nãy cộng trừ. Này khó test thì mình test cho nên biết máy sống thôi nha. Máy sống có đèn rồi thì ớm rồi thôi nha. Kẹp mình nó không có ổn định. Đây. Vừa đó. Thắng đã chưa đàng hoàng nha. Rồi. Tích sơ vậy thôi anh biết máy sống thôi. Chỉ còn mình chỉ cần nói là bao phun chức năng là anh em đầu đẹp luôn nha. Rồi, pin thì còn pin zin mạch zin trong này nha. Đấy, 14V Ryobi. Ngoại hình đẹp. 14V 4 đó. 12V anh em đã bán 4 máy 500 rồi. Rồi. 14V thân máy giả pin là mình để cho anh em với giá là 4,5 thôi. Thân máy giả pin 4,5. Cây này cây số 6. Số 6. 4,5. Thân máy giả pin như hình nha. 4,5. Rồi. Thằng này cũng đẹp luôn, cũng Ryobi luôn. Mà cái đầu này hơi teo teo đây chút xíu nè. Đó. Thằng này cao hơn thằng kia một chút. Giá nó cũng bằng nhau luôn, 4,5. Thân máy giả pin. Pin thì vẫn còn pin zin mạch zin trong này. Đấy. Này cộng trừ. Này đèn đốm thì chủ động.
Điều tóc thắng đã chiêu đầy đủ hết anh em nha. Cái kẹp mình là kẹp không ổn định. Rồi cho đàn hoàng con coi cho đàn hoàng. Rồi. Rồi có đèn tùm lum, đèn nút đèn nè ha, đó đèn. Ha, rồi. Phun chức năng. Thân máy vỏ pin mình cũng để đem 4,5 luôn. Nó không cắt cái này chút xíu là mình để anh em với giá 500 rồi, 4,5. Ngoại hình đẹp chứ không phải là 6. Mới tin luôn á nha. Đấy. Rồi, 4,5 thôi. Cả hai nút cầm và cấp độ nữa nè. Cái gì nó cũng còn đầy đủ hết, nhưng mà cái kẹp mình à, mình nhá cho anh em chút thôi. Theo uy tín của mình nó phun là phun nha. Ừ. Cái miệng mình trị giá chẳng lẽ chị giá mấy trăm nghìn nè. Yêu nè. Rồi. Cây này cây nãy là cây cái bi là cây số 6. À, số 6 nãy là 4,5. Số 7 cũng 4,5 nha. Ừ. 4,5 luôn, số 7. 4,5. Rồi. Số 8 là mình chơi cặp combo. Cây này thì mới 90%. Nên thấy không? Đó. Khoan nha. Khoan hai chức năng. Không búa hai cấp tốc độ. Đầu độ ok hết nha. Nó cứng nè. Rồi, dít thôi mà. Rồi, mình test luôn. Chú chàng biết đâu. Ở đó một bóng, một mình, một điện thoại thôi chơi. Tông tăng gớm lắm. Rồi. Điều tóc thắng là chiều là đủ hết đó nha. Ừ. Sơ sơ vậy thôi. Hai cấp tốc độ. Rồi, là một cây. Là một vỏ. Hàng đẹp. Mới tin luôn nha. Rồi ông này là BD 140 đó. Này là cắt này nữa nè ha. Đó. Rồi mình bán combo cho anh em coi là hai cây mình để cho anh em với giá 700 luôn. Nhanh nhẹn luôn. À, sống luôn, đèn đớm ở đây nè. Kẹp nè, bữa nào thay cái kẹp mà. Bán nhiều nghề quá. À, đèn đớm lên luôn. Rồi, ok. Rồi, hai cây để cho em với giá 700. Cây này thân máy không? Cắt này một xíu. Rồi hai cây 700, cây này không đủ vốn rồi. Rồi hai cây 700. Cây này cây 8. Cây 8 700. Rồi, số 9 là một cây Hikoki nha. Nhưng mà bị gãy cái tay này, nhưng mà mình mượn pin mình test, mình gài pin rồi rẹt ok hết, không có ngại ngùng gì hết nha. Cũng bây giờ rớt giỏ pin ra luôn. Mà mình cũng để rẻ luôn cây 14,4 này luôn. Đấy. Đầu được cứng ngắt hết á, mình kiểm tra hết rồi.
nắt thì kém, kẹp thì cái giật cái chục cái giật. Ha. Đó. Đây. Này sống anh em nha. Ủa giờ bỏ đâu quên rồi. Trời kỳ vậy, cái này mượn nguyên test rồi. Anh em về có pin là mình bao sóng cho anh em. Này có 12 qua này không sợ cháy cờ đâu. Rồi, cái này nó không có kẹp nó tuột mất à. Bữa nào mượn pin là test cũng được. Rồi, cái này thân máy không? Góc đây, để anh em giá 400 thân máy. Ngoại hình cũng đẹp để cô xuống liên lạc thôi. Mình bị gãy cái tay này. Thì còn kia nó cũng là Hitachi thôi. Rồi, 400 luôn. Hitachi 400. Rồi. Cục pin này có thể cầm nhưng mình không có bao. Và anh em có sạc giải, giờ sạc bán hết rồi, không còn cái nào nữa. Này là 15V6 6230, AZ 6230. Này không sắt không gỗ, bán vít được coi như là ok nha. Chiều tốc thắng hai cấp tốc độ đảo chiều cấp trượt đầy đủ ha. À, đầu không kẹt cấp nhanh cho nó nhanh. Anh em coi gì cục sạc lại của pin này, ngoại hình đẹp luôn nha. Đấy. Rồi thân máy vỏ pin ngoại hình đẹp đẽ luôn. 18V mà loại 14V, 18V á mà loại mà hai chức năng giống như nè, không búa đấu với thằng Nati này cũng đấu không nổi nó đâu nha. Này ngầu lắm. Bắn vít cũng được mà khoan gì cũng được. Rồi, số 10. Để anh em giá là 4,5. Nha, số 10 4,5. Để đây à. Rồi. Số 11 là cây này, cây giống cây Edman vậy, 14/4 ly ông nha. Còn pin zin mạch như trong này đúng không ạ? Còn hai vỏ. À. Đấy. Bây giờ thử có test được hay không. Không trừ lầm đâu. Rồi cộng hôm nay rồi. Máy này mạnh lắm em nha. Mình đi mượn pin mình giải quyết hết à. À. Điều tốc. Thắng. Rồi đảo chiều. À. Rồi à cấp trượt. Đó, bài bản hết đó nha. Dặn luôn cục luôn. Bữa nào mình làm lại cũng nguồn, không làm cành đào á. Bán nhiều nghề quá, hàng đồng bằng đồ. Rồi, có hai vỏ pin luôn anh em nhau. Cây này nó mới tinh. Nó không ghi chữ Made in nha. Đó, Made in chữ Nhật thôi. 14/4. Máy mới tinh luôn. Đầu cứng ngắt luôn. Ha. Rồi, một máy hai quả. Rồi, mình để cho anh em với giá là tổng thiệt hại em nó đi với giá là 4,5. Số 11. Phải không? 4,5 đúng rồi. Này à, cho máy đây. Này số 11 hả ta? Đi số 12 đi. Này, chắc ăn. Rồi số 11 chút rồi kiểm tra lại. Là có quên không? Cũng không sao. Nếu có quên thì mất số 11 cũng sao. Mà không quên thì cũng không sao ha. Mà tính toán đường đó. Rồi số 12 bỏ số 11 coi. Chút kiểm tra lại. Mình coi lại clip biết cái gì đâu mà. Lúc nào mình quay xong mình coi lại clip. Rồi cái số 12 4,5. Hai giảm pin nhanh em nha. Rồi con nếu như có 11 không có 11 cũng không sao. Rồi cái số 13 là cây 6504
Mọi hình không mới không lấy tiền, còn 90% á nha. Đầu đồ cổ đẹp lắm. Rồi thân máy giả pin cao, xếp máy thế này. Chiều tóc thắng đã chiều. Đầu cứng ngắt luôn ha. 6504 rồi. Thân máy vỏ pin, hàng đẹp luôn, để anh em với giá 420 mới tin luôn. Số 13 420. Số 14 cũng 6504 luôn, cũng bằng tem còn mới. Đàng hoàng tập trung nha. Đó, ông ba mà coi clip lại mà con quay không ổn là ông ba trừ lương á. Quay phải đẹp ông ba mới tăng lương đó. Rồi thân máy giỏi pin luôn ha. Điều đó thắng đã chiều những cục nguồn này. Rồi ok ha. Rồi thân máy vỏ pin để anh em với giá 37, này là hơi xấu hơn chút nhưng mà chưa biết là ngon hơn nào, máy móc chưa biết là ngon hơn nào, ngoại hình này thằng kia lắm hơn này một chút. Này 37 số 14 307 6504 Nationan. Cái này cái số 14 307. Cái số 15 7201 pin cá đen. Pin cá đen báo. Thắng đã chiêu được tóc. Hai cấp. Đó. Rồi 7201 ngoại hình còn đẹp đẽ lắm nha. Đẹp mà cũng không đẹp mà xấu cũng xấu. Rồi để anh em với giá 500. Cái số 15 500. Cây số 16 là 6600. Này là vua mạnh. Này lên chuyển vô lông được luôn ha. Đó, cái chân nó bị hàng một xíu nha. Đó. Cái chân nó bị hàng, nó bị bể hàng á. Đấy. Nha. Cây này không có bị hàng. Cây nào cũng đẹp hết á, cây nào cũng đẹp hết. Rồi test máy. Người có thắng đã chưa đủ hết á. Anh em gì tự sinh nhân đầu ngon lành. 6600 là chuyển bô lông chơi cũng được, đèn cũng còn nha anh em nha. Rồi cây này bán thân máy không đi ha. Thân máy thân trầy như này chút, còn ngoại hình nó còn đẹp. Đấy, người ta hàng như này nè ha. Rồi hàng đó để anh em với giá 250 luôn. Lỗ hàng không thấy. Xài thì ok, chuyển vô lông là ok nha. 250 thân máy dẫn vô pin bình thường đó, nãy giả pin nằm trong đó anh em cũng thấy rồi ha. Rồi cách ra rồi. Đây, cái số 15 15 là 500. 16 là 250. Rồi 17 thằng máy giả pin. Giả pin cao ha.
thằng này cũng như thằng đó thôi, ngoại hình ngang nhau, mới tinh ngang nhau, đen đen rồi còn đầy đều đủ hết. Rồi thân máy giỏ pin 400, thằng này không đuôi về xúc mẻ nha, đầu cứng ngắt. Anh em máy thằng này anh em chuyển 45 đập cho mình nha. Rồi cái này là cây số 17 400, thân máy giỏ pin cũng mới ha, đầu cũng còn sáng sủa đẹp trai, con hai bánh xèo hết á. Hôm nay ốm rồi nói không nổi. Số 17 đúng rồi, 17 400 số 18 chỉnh đếm số lần búa gõ vẫn còn còn đếm được anh em nha. Xem máy giỏ pin cao đấy, vẫn còn đếm tốt. Này gì đây nè, 6605 hay gì đó, tối quá gì đó. Thắng đảo chiều núm này còn còn máy tinh à ha, coi thử nó đếm mấy lần được. Bắn quýt thì đếm được mà. Ủa nó mạnh lắm, tê tay luôn rồi, không chịu nổi. Hôm qua bắn quýt mình đếm được nha. Đó, hôm qua bắn quýt mình bắn thử mình đếm được. Rồi, cái này nó không phổ thông. Rồi, thôi vậy đi, để anh em với giá 400 luôn đi. Đó, nội hình đẹp đẽ luôn ha, 400 bạc à. Số 18 hả? Tám 400 rồi. 19 là một cái con góc, con góc của thằng Hitachi nha. Và mà này 96 96 anh em vô pin 12 lò, nhưng mà anh em phải rà bớt cái góc nhỏ này chút xíu, một rà quả pin, hai nữa rà này gọn lại chút xíu là xong ha. Nhà mà vô bản đồ ok hết. Rồi giờ test máy. Điều tóc là mới được, ngọn hình còn mới tinh. Ok ha. Rồi. Thân máy giỏ pin. Này ốm, nó không nổi. Nha anh em nha. Thân máy giỏ pin để anh em với giá 400. Thắng đã chiêu điều tóc ok. Rồi, đây này cái chốt hạ. Cái số 18. 19 chứ không? Số 19. 400. Rồi anh em mua gì ủng hộ ha, à, bao nhiêu mã hàng đó, còn cặp cái dép hoa rồng đó anh em thương tình ủng hộ em để rẻ rồi. Rồi bye bye, see you again, chúc anh em may mắn thành công, tạm biệt anh em.